Nha, tao hiểu ấy lắm. Hôm trước nha, tao đi học kỹ năng của con Quỳnh xong rồi tao bảo là ơi thêm nó cứ bảo là anh mày đi làm có anh nào giới thiệu tao nhanh nhanh nhanh. Rồi tao bảo là anh Quân nhá, anh Quân chịu người yêu. Xong nó bảo là nên tao bảo là, nhưng mà anh Quân anh ấy khó tính lắm. Xong rồi con kệ mình cứ giới thiệu đây. Rồi tao bảo thế hiếu đâu. Xong Quỳnh nhá, hiếu gì mà hiếu nữa. Xong rồi tao ra ngoài tao bảo ơ thế mày hiếu là gì đấy. Xong nó bảo là à, gì đâu tao. Nó bảo nó bỏ mày à. Xong rồi chứ không, tao không thích nữa chứ. Nói thế thôi. Mày hiếu bỏ đấy. Yêu thằng đó gì thằng đấy. Thề luôn ấy. Nhi bảo đúng là chat boy. Nhi cáu. Đệ vãi. Xong mày Quỳnh vẫn bênh Quỳnh bảo đừng có nói thế. Quỳnh bảo đừng có nói thế do tao phải thôi. Tại do cái béo béo, nhớ có cái cô béo béo.